Xin mời những Phật tử khác tắt âm thanh ạ. À. Xin mời cô Diệu Trí tắt âm thanh ạ. Sopatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Sopatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Sammicchipatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Yadidang Chattari Purisa Yogani Atha Purisa Mokala. Esa Bhagavato Savaka Sangho. Ahu nai yo, pahu nai yo, daki nai yo, anjali karani yo. Anu atarang buon yakhe tang lo ka sati na ti me saranang an yang sangho me saranang parang. E te na sa jawa che na ho tu me jaya mangalang uatamang ge na wande ham sang khan jadu vitha tamang sang khe yo khali to do so sang kho kamatu tang mamang wanda mi je ti yang sa pang sa pa tha ne so pa te ti tang sa ri ri ka tha tu maha bo thim bo Rupan sakalang sada Sambo te atawe sanja dwada sanja saha sake panja sata saha sani namami sila saham te sangtham manja sangkhan jadare nanamami hang namakaranu pawe nahantua sape upapnawe aneka antaraja pimina santo ase sato sambuthe panja panya sanja jatu ve sati saha sake dasa sata saha sani namami sirasa aham te sangham manja sangkhan jadare nanamami hang namakaranu pawe nahantua sape upapnawe aneka antaraja pivina santo ase sato sampothe navatara sate atha jata lisa saha sanke vi sati sata saha sani namami sirasa aham te sangham manja sangham jadare nanamami ham namakaranu pawe nahantua sape upapnawe aneka antaraja pivina santo ase sato sape purati majani saya sata avera sukhi hantu sape purati maja anuni saya sata avera sukhi hantu sape naki naya ni saya sata avera sukhi hantu sape naki ya anuni saya sata avera sukhi hantu sape pachi maja ni saya sata avera sukhi hantu sape pachi maja anuni saya sata avera sukhi hantu sape uttara jani saya sata avera sukhi hantu sape uttara anuni saya sata avera sukhi hantu sape upari maja ni saya sata avera sukhi hantu sape heti maja ni saya sata avera sukhi hantu sape sata avera hantu sukhi ta hantu nidokha hantu apya pacha hantu anikha hantu nikha yuka hantu aroka hantu sambati hisame chantu sukhi atta nam variharantu dukha patta ca nidokha paya patta ca nipaya soka patta ca nisoka hantu sape dipanino akasa tha ja pham ma tha de wa na ga ma hi di ka pun yang no anu mo dan tu ji rang ra khan tu sa sa nang akasa tha ja pham ma tha de wa na ga ma hi di ka pun yang no anu mo dan tu ji rang
no garo akasa tha cha phom ma tha ni wa na ga ma hi ti ka bun yam no anu mo dan tu ji rang ra khan tu nya ta yo akasa tha cha phom ma tha ni wa na ga ma hi ti ka bun yam no anu mo dan tu ji rang ra khan tu pa ni no akasa tha cha phom ma tha ni wa na ga ma hi ti ka bun yam no anu mo dan tu ji rang ra khan tu no sa da idang wa ta no pun yam asawa ka ya wa hang ho tu anagate ka le sa thu sa thu sa thu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để khai giảng lớp Bali căn bản online hôm nay ạ. Xin kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các Phật tử học viên. Giờ hôm nay là buổi học đầu tiên lớp Bali online mới trong phần tập 1. Giờ các Phật tử mình chịu khó theo dõi bài qua Facebook hoặc là bài gửi qua trong cái nhóm học viên Bali đó. Mình kết bạn đi, kết bạn thì ta sẽ gửi bài cho. Rồi nếu mà ai cần in sách gì để mình tiện học thì người ta sẽ gửi file trên đó, rồi mình sẽ tự in để mình học cho nó tiện. Giờ bữa nay buổi học đầu tiên mình sẽ học về các mẫu từ Bali, 41 mẫu từ. Để chúng ta tập đọc. Nhưng mà bài đầu tiên, đây là bài đầu tiên, đó là mẫu từ Bali. Thì mình có tất cả là 41 mẫu từ, tức là chỉ có 41 chữ thôi. Trong 41 chữ đó thì mình có 8 chữ thuộc về nguyên âm và 30. Bây giờ chúng ta sẽ học 8 nguyên âm trước, rồi từ từ sẽ học phụ âm sau. Đây là 8 nguyên âm Sara. Để mình cách đọc, chúng ta để ý cách đọc nó khác hơn tiếng Việt mình một tí. Cái chữ A không nên đọc là A. Chữ A có gạch ngang đọc là A. A, 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 A. Tương tự với chữ I, I, U, U, E, O. Đó là tám nguyên âm. A, 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 I, I, U, U, E, O. Nó cũng gần gần giống tiếng Việt mình tí, nó chỉ khác là không có dấu sắc thì đọc có dấu sắc, có dấu quyền thì đọc bình thường. Chữ Y bình thường thì đọc có dấu sắc. Chữ Y có dấu ngang thì đọc giống chữ Y bình thường. Chữ U, U thì đọc có dấu sắc. Chữ U có dấu ngang đọc chữ U bình thường. Chữ E thì đọc chữ chữ E, chữ O đọc chữ O. A, A, I, I, U, U, E, O. A, A, I, I, U, U, E, O. Không biết sư đọc vậy ở trên room mình có nghe rõ không hả? Trên lớp nghe rõ không? Dạ nghe rõ hả sư? Dạ nghe rõ hả sư? Để một lát để mình tập đọc ha. Bây giờ đọc lại lần nữa. A, A,
i i u u e o. Thì mình thấy ở đây mình có những âm ngắn, âm dài. Đọc mình thấy có những âm ngắn, âm dài. Thí dụ ở đây mình có á, ý, ú là những âm ngắn. A, i, u, e, o là những âm dài. Là những nguyên âm dài. Như vậy trong 8 nguyên âm này mình thấy là nó có 3 nguyên âm ngắn. Rồi 3 nguyên âm thuộc về đoạn âm. 5 nguyên âm thuộc về trường âm. A, a, i, i, u, u, e, o. Nghĩa đọc đoạn âm, 3 đoạn âm thì là a, i, u. A, i, u, e, o. Đó là trường âm, những nguyên âm thuộc về trường âm. Rồi bây giờ sẽ đọc lần nữa rồi mời lớp tập giơ tay lên ha. Không biết cách giơ tay chưa? Tập giơ tay lên rồi cầm mic để đọc. A i i u u e o. A i u a i u e o. Học ở trên đây thì chúng ta chú ý một tí. Khi mình muốn đọc thì giơ tay lên mình đọc, mình mở mic. Rồi đến khi mình đọc xong thì nhớ mình tắt mic. Để không thì mình nói ở đây, mình nói chuyện ở gì anh trong gia đình của mình thì ở trên đây người ta nghe hả. Nhớ phải tắt mic, muốn nói gì đó thì mình tắt mic. Nhớ học ở trên lớp học này là mình phải nhớ cái đó. Rồi bây giờ mời một số học viên nào có thể đọc được giơ tay lên để em đọc thử. Anh Cát Khánh có trong lớp học hay không ạ? Dạ có sư. Anh mời học viên đọc cho sư. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ con kính bạch sư, con xin đọc các cái 8 cái nguyên âm. Dạ con xin đọc lại ạ. A, A, I, I, U, U, E, O. Có 3 đoạn âm là A, I, U và 5 trường âm, đó là A, I, U, E, O. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Đọc nghe rất là rõ, nghe rất là tốt. Rồi ai đọc được nữa giơ tay lên để tập đọc ha. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư con xin đọc 8 nguyên âm ạ. A a i i u u u e o. 3 đoạn âm. 3 đoạn âm đầu ạ. A i u. 5 trường âm ạ. A i u e o. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc 8 nguyên âm ạ. A a i i u u e o. 3 đoạn âm. A ý ú và 5 trường âm a i u e o. Con xin hết ạ. Rồi tao. Dạ xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc 8 nguyên âm ạ. A a ý i ú u e o. A ba đoạn âm là á ý ú. 5 trường trường âm là a i u e o. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Rồi tốt. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thúy ạ. A Di Đà Phật.
Dự thí xong đến tiên mẹ nha. À gì rồi Phật. Dạ. Dạ. Dạ, con xin lĩnh lễ sư. Dạ không biết con nói có nghe không ạ? Nghe, nghe. Dạ, dạ thưa sư, con xin phép đọc ạ. Dạ tám nguyên âm sát ra. A a i i u u e o. Dạ ba đoạn âm là a i u. Dạ năm trường âm là a i u e o. Dạ con xin hết ạ. Rồi tám. Đọc dạ, xong xin mời bỏ tay xuống rồi tắt mic. Dạ xin mời Phật tử tiên mẹ. Dạ a di đà Phật. Dạ sư con xin đọc tám đoạn âm ạ. A a i i u u e o. Có ba đoạn âm a i u, nên có năm trường âm a i u ê ô. Dạ cũng xin hết. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, cô xin đọc tám nguyên âm a i i u u ê ô. Dạ ba đoạn âm a i u, năm trường âm a i u ơ ô. Dạ thưa sư xin hết. E ha, e o chứ không phải là ơ. Dạ e quên hoài. Dạ con xin mời là Phật tử Diệu Thủy ạ. À. Alo Diệu Thủy ạ. À. Diệu Thủy à? Dạ dạ dạ, dạ, dạ vâng. Thưa sư con xin đọc ạ. À. A a i i u u e o. Ba đoạn âm ạ. A i u, năm trường âm ạ. A i u e o. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ. Dạ xin hỏi có Phật tử nào muốn giơ tay lên đọc nguyên âm này không ạ? Dạ xin các Phật tử cứ giơ tay lên để đọc mấy nguyên âm này. Các Phật tử mới giơ tay lên đi, giơ tay lên để cầm đọc. Thế nhưng mà nó tới trên lớp học tới 50 người nè, mấy người đọc. Dạ, có khoảng hơn 10 người xem. 54 người. 54 người mà nãy giờ mới mấy người đọc, rồi giơ tay lên đi, giơ tay lên để đọc bài. Đi đâu hết rồi. Dạ, xin mời Phật tử Mangala Nan đi. Dạ sư sư xin đọc a a i i u u e o. Ba đoạn âm là a i u, năm trường âm là a i u e o. Dạ thưa sư xin hết. Rồi tám. Dạ xin mời Phật tử Oanh Anh Ca. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tám nguyên âm là a a i i u u e o, năm đoạn ba đoạn âm là a i u, năm trường âm là a a i u e o. Rồi con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử có nick là d h i ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. A a a i u i i u u e o. Là ba đoạn âm ạ. A i u, ba chưa năm trường âm ạ. A i u e o. Là con xin hết ạ. Viết tên đầy đủ đi, đừng viết chữ tắt. Viết tên đầy đủ để cho người ta gọi. Dạ xin hỏi có Phật tử nào muốn xung phong đọc nữa không ạ? À?
Dạ, xin mời Phật tử có nick là Phố Biển Quy Nhơn ạ. Mở mic dạ. lên. Chị dạ, xin mời Phật tử có nick là Phố Biển Quy Nhơn ạ. Cô Trường chưa mở nick đó, Khánh ơi. Dạ, có mở mic mà nói không có nghe được. Dạ vậy con xin mời Phật tử Diệu Chánh đọc trước ạ. Diệu Chánh nghe không rõ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Chánh đọc. Bên đây Diệu Chánh nghe không rõ. Dạ nhưng mà mọi người nghe cô rất rõ. Đọc đi, đang nghe được rồi. Rồi bên các Khánh nghe chưa? Dạ dạ nghe rồi con. Nhưng mà bên này Diệu Chánh nghe không rõ, thôi để lần sau Diệu Chánh đọc đi ha. Dạ dạ. Đọc đi, đang nghe mà. Còn ai nữa? Dạ xin mời Phật tử Bố Thí Phạm ạ. Dạ con đọc, sư có nghe được không ạ? Được, được, đọc đi nghe. Dạ con đọc 8 nguyên âm A, A, I, I, U, U, E, O. 3 đoạn âm là A, I, U. 5 trường âm là A, I, U, E, O. Rồi, tốt. Sư con chưa đọc sư. Dạ con chưa đọc sư. Dạ xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc không? Dạ phải không, đúng không ạ? Sư con xin đọc 8 nguyên âm A A I I U U E O 3 đoạn âm A I U 5 tường âm A I U E O. Dạ yeah, yeah. Xin mời Phật tử Minh Tấn Quy Nhơn ạ. À. Dạ thưa sư, con xin đọc. Nghe được rồi đó. Tạc tiên mới nè. Dạ tám nguyên âm là A A I I U U E O. Dạ ba đoạn âm là A I U và năm trường âm là A I U E O. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Bây giờ Diệu Chánh đọc được không? Dạ dạ xin mời cô Diệu Chánh đọc ạ. Dạ con chưa đọc. Bây giờ con đọc nha. Dạ ở bên đó sư nghe không ạ? Nghe, đọc đi. Dạ nghe con đọc tám nguyên âm là A A I I U U E O. Ba đoạn âm là A I U. Nguyên âm thuộc trường âm là A I U E O. Dạ, con đọc xong. Đang nghe rõ mà cứ đọc đi. Dạ con đọc rồi. Rồi. Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Chắc còn ai muốn đọc nữa không, đọc thử đi. Còn nhiều người lắm. Năm nguyên âm này. Dạ xin các Phật tử cứ giơ tay đọc thử á. Mọi người có người chưa biết giơ tay á Khánh ơi. Đúng dạ. Rồi, giơ tay là làm sao? Dạ dạ đúng rồi, nếu chưa biết cách giơ tay á thì mình nhấp vô cái chỗ participant, tức là người tham dự á, thì lúc đó mình sẽ có một cái biểu tượng là cánh tay ở kế bên cái nick của mình á, mình nhấp vô cái nick của mình thì nó sẽ lên ba lựa chọn là raise hand, mute với rename. Thì cái raise hand lựa chọn đầu tiên á là giơ tay. Khi mình giơ tay xong rồi thì cái lựa chọn nó mình chọn vô lần nữa thì lựa chọn nó trở thành là lower hand, nghĩa là hạ tay xuống.
thì mọi người có thử vô cái nhấp vô cái nick của mình, chọn participant, nhấp vô cái nick của mình và chọn raise hand thử. Ủa cái màn hình cô không giống như các Khánh nói. Dạ thì lúc mà mình vô thì nó có sẽ có nếu trên điện thoại. Cái màn hình của cô ở chính giữa nó có một cái vòng tròn ghi chữ nói xong. Rồi xong rồi ở trên thì có ghi chế độ lái xe an toàn, rồi có rời khỏi, xong rồi micro của bạn bị bỏ tiếng, video của bạn bị dùng. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi à. Dạ nó thường nó nằm ở phía dưới ấy, cô, khi cô nhấp vô một cái màn hình đó, thì nó hiện ở phía dưới. Nó sẽ hiện này lên thường nó là ở phía dưới là chỗ có hình ô vuông vuông ở ngay chính giữa. Dạ hình ô vuông vuông phía dưới cái điện thoại và phía dưới màn hình á, nhấp vô một màn hình một cái nó sẽ hiện lên khoảng thường 5 cái biểu tượng, là một là mute cái micro á, mình muốn đọc hay mở tắt micro thì nhấn chữ mute vô, rồi muốn thể hiện webcam á thì cái biểu tượng tiếp theo là start video, cái thứ ba là share content, tức là mình chia sẻ màn hình của mình, rồi cái thứ tư nữa là participant, thì khi nhấp vô participant á mình sẽ thấy được cái danh sách những người tham gia lớp học của hôm nay. Thì mình muốn giơ tay, mình chọn cái nick của mình, thường là cái nick đầu tiên ở phía trên cùng á. Mình nhấp vô cái nick của mình thì nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ có ba cái lựa chọn là raise hand, mute chứ. Chắc góc phía góc dưới mà phía mặt. Tiên ma này đọc rồi bỏ tay xuống đi. Giờ mày Thanh Liên nè, Thanh Liên giơ tay nè, mày Thanh Liên đọc đi. Đó. Dạ con nói chưa nghe không ạ? Không biết gì. Dạ alo. Trong cầm mà. Nghe. Dạ con xin đọc là tám nguyên âm. Biểu mẹ biểu mà đi mẹ không cầm. A, E, O, ba đoạn âm, á, ý, ú, ba, năm trường âm, a, i, u, e, o. Rồi, xong. Rồi, còn có người giơ tay nữa nè. Về iPhone hay gì nè, phải không? Đọc thử coi. Cô Diệu Hoa Bạch Huệ nè. Dạ sư con xin đọc. Đọc đi. Á a í i ú u e o ba đoạn âm, á í ú năm trường âm, a i u e o. Dạ sư. Rồi. Hôm nay thì coi như là mình tập làm quen với máy. Rồi đọc xong bỏ tay xuống, ai đọc xong rồi bỏ tay xuống. Mời hậu chùa Phước Quang nè. Hậu chùa Phước Quang đọc thử coi. Để con tí xong. Đọc đi. Nhưng mà con có mở được mic cho đâu. À được rồi này. Là có nghe đi không ạ? Nghe đọc đi. Là con xin đọc 85. A A I I I U U E O. Đoạn âm là có á, ý, ú, còn trường âm là a, i, u, e, o. Rồi đọc xong rồi bỏ tay xuống đi. Dạ vâng. Bỏ tay xuống rồi tắt mic. Bỏ tay xuống rồi tắt mic.
Rồi còn ai chưa đọc nữa giơ tay lên đi. Anh chưa đọc tập giơ tay lên nên đọc. Tám nguyên âm nó là dễ nhất đó, nếu mà không đọc được để làm sao mình đọc cái khác được. Dạ hết rồi phải không? Không ai vừa tay nữa, bây giờ học phần mới nha. Rồi bây giờ chúng ta học phần mới ha. Đó là phần tám nguyên âm. Tức là mình có a, a, i, i, u, e, o. Trong đó có ba nguyên âm ngắn, đây là đoạn âm, đó là á, ý, ú. Năm nguyên âm dài gọi là trường âm, a, i, u, e, o. Rồi vậy ta học phổ âm ha. Phổ âm, phổ âm thì chúng ta có 33 phổ âm, trong đó có 25 phụ âm nhóm và 8 phụ âm nhóm ngoài biệt. Bây giờ chúng ta sẽ học 8 phụ âm nhóm ngoài biệt trước, rồi 25 phụ âm nhóm sau ha. Đây là 8 phụ âm nhóm ngoài biệt, tức là nó không nằm ở trong nhóm, có 8 chữ. Rồi nghe đọc, sau đó mình tập đọc thêm ha. Giá, ra, lá, quá, tá, há, lá, ăn. Rồi, nghe lại lần nữa. Giá, ra, lá, quá, tá, há, lá, ăn. Rồi, lần nữa ha. Khi mình đọc tập đọc theo, nhớ mình tắt mic, chứ mình để biết người khác người ta nghe không được. Để tắt mic của mình. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Rồi nghe lại lần nữa. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Rồi lần nữa ha. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Rồi bây giờ anh đọc được tập giơ tay lên để tập đọc 8 phụ âm nhóm ngoài biệt. À, như là Phật tử Tiên Mã đọc trước đi. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, sư có thể giải thích cái cách đọc khác biệt giữa chữ L thường với chữ L có dấu chấm được không sư? L thường này là âm răng, rá, lá. Còn chữ L mà có dấu chấm ở dưới này là uốn lưỡi lên, lá, lá, lá. Cái chữ này thì lá, lá, cái lưỡi đập vào cái răng. Còn cái này thì cái lưỡi đập lên cái nóc hồng, đưa lưỡi lên nóc hồng ha. Dạ còn những chữ còn lại thì vị trí lưỡi cũng nằm ở trên răng hết trơn phải không sư? Những chữ đó, mà không có dấu chấm nó khác nhau, cái chữ này thì dễ đọc rồi. Dạ. Chỉ có hai chữ này thì nó gần gần giống nhau thôi, mấy chữ này thì nó rõ ràng của nó rồi. Giá, lá, giá, rá, lá, quá, phán, á, ló, ăn.
cái chữ này nó riêng riêng nó dễ đọc mà nó đâu có gì đâu. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Sư nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ, con xin đọc. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Con xin đọc lại ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Đọc rất tốt. Tí dạ. Thủy đọc rất tốt. Dạ, con đọc cảm ơn rõ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn ạ. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lóa, ăn. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Quyên Nguyễn ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Dạ, con xin đọc. Dạ, xin mời cô nữ dì, cô dì Bảo ạ. Dạ, con xin đọc tám phụ âm nhóm ngoại biệt ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Con xin hết ạ. À, dạ xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ sư sư con xin đọc. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Dạ sư sư xin hết. À, xin mời Phật tử Diệu Chánh ạ. Dạ dạ sorry. Dạ xin mời Phật tử Diệu Chánh ạ. Xin mời Phật tử Diệu Chánh cầm mic đi. Dạ, xin mời Phật tử Oanh NK. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, vá, xá, há, lá, ăn. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Trí ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc tám phụ âm nhóm ngoại biệt ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc tám phụ âm nhóm ngoại biệt ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Dạ xin thấy ạ. Tổng. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Giá, rá,
la, quá, xá, há, lo, ăn. Thư sư xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Chánh đọc lại ạ. Đọc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Dạ xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Giá rá, giá rá, lá, vá, xá, há, ló, măng. Dạ xin hỏi có Phật tử nào muốn đọc đúng không ạ? Xin các Phật tử giơ tay ạ. Ai chưa biết giơ tay thì mình có thể lên tiếng mình xin đọc cũng được, rồi mới bắt tập giơ tay. Bố thí Phạm Kỳ Khánh. Dạ, xin mời Phật tử Bố thí Phạm ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Chỉ hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Hoa Bách Huệ. Dạ, con xin đọc tám phụ âm nhóm ngoại biệt. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Dạ, xin hết. Dạ, xin hỏi có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, xin các Phật tử cứ giơ tay lên nè. Ai chưa biết ra giơ tay lên thì lên tiếng cũng được, lên tiếng để xin đọc. Để tập... Dạ, xin mời Phật tử Vui Nguyễn à. Dạ, con xin đọc. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Dạ, tốt. Dạ, xin các Phật tử cứ giơ tay đọc hoặc là cứ mở mic lên đọc. Còn không, còn ai đọc nữa không? Dạ, dạ không, còn ai giơ tay nữa sư? Rồi bây giờ nghe đọc lại lần nữa ha. Lần nữa qua phần mới. Nếu mà không giơ tay người ta cứ qua phần mới một hồi là nhiều là đọc không được à. Đấy nhiều quá là đọc không được à. Có gì tránh đọc đi. Bây giờ tay một phải thử chiều tránh. Như tay mình sáng chiều đọc. Các Khánh ơi, chắc chỉ chỗ mở mic đó, với các Khánh chắc không có mở mic đó. Dạ, dạ thường nếu mà xài điện thoại có một cái biểu tượng ngay giữa màn hình đó, tap to open micro đó, thì dạ thưa thưa sư, sư cho phép con share cái màn hình điện thoại để hướng dẫn Phật tử mở mic, tắt mic với giơ tay có được không sư? Dạ. Dạ. Dạ, thì ở đây là cái màn hình điện thoại của con bình thường. Nếu mà mình muốn mở mic á, mình chỉ cần chạm vô cái màn hình điện thoại. Thì góc dưới bên trái á, sẽ có một cái biểu tượng là cái microphone. Chạm vô và mở, nó tắt mở cái microphone mic.
khi mình chạm vô biểu tượng gạch, không có biểu tượng gạch chéo á, nghĩa là mình đang mở mic. Dạ. Còn mình muốn giơ tay á, thì mình nhắc vô participant thì sẽ hiện lên một cái cửa sổ rất là nhiều danh tên. Thì muốn giơ tay mình chọn vô cái nick của mình thì nó sẽ hiện lên là ba cái cửa sổ. Mình chọn raise hand là cái đầu tiên á, sẽ tự động giơ tay. Còn mình muốn hạ tay lại, mình nhấp vô nick của mình lần nữa, mình chọn lower hand là hạ tay. Rồi khi muốn phát biểu á, thì mình chọn cái nút là mute. Tức... thì cái chế độ thứ nhì á, là chế độ để mình chọn cái việc là tắt hay mở cái micro. Và cái thứ ba là cái cuối cùng là tới mình chọn đổi tên. Cái hàng như nick hiện tại là như vậy. Mình muốn đổi tên thì mình cứ chọn một cái gì đó mình đổi tên. Dạ rồi. Dạ không biết rồi các Phật tử có rõ cách tôi mở tắt mở mic chứ đổi tên hoặc là giơ tay chưa? Nói chậm lại một lần nữa các khách ơi. Dạ, vậy con nói chậm lại đầu tiên á là mình tắt mở mic micro. Thì cái điện thoại hoặc là cái máy bình thường á thì mình chỉ cần nhấp vô một lần màn hình thì nó sẽ kéo cái cửa sổ bên dưới lên. Thì bên trái góc dưới bên trái là có biểu tượng cái micro có chữ mute. Khi mình nhấp vô đó một lần á thì bình thường nó mặc định ở chế độ là chế độ mà có mũi tên gạch chéo như vậy á, là chế độ mà không nói mọi người sẽ không nghe. Thì mình muốn nói phát biểu mọi người nghe thì mình sẽ nhấp vô nó một lần để chuyển qua chế độ giống như hiện tại là cái microphone không có gạch chéo. Rồi muốn phát biểu á, thì mình nhấp chọn vô cái biểu tượng là participant, tức là cái biểu tượng thứ tư, tức là kế bên cái chữ more bên góc phải màn hình. Mình nhấp một lần như biểu tượng đó thì nó sẽ hiện danh sách tất cả những người tham gia lớp học. Thì mà cái nick của mình á, là luôn luôn nó ở phía trên cùng của cái danh sách này. Thì mình muốn giơ tay mình chọn nhấp một lần vô cái nick của mình thì nó thể hiện vô ba cái lựa chọn là raise hand, mute hoặc rename. Thì mình chọn raise hand á, là sẽ giơ tay lên, có thể biểu tượng cái cánh tay kế bên cái nick của mình để mọi người đều biết là mình giơ tay phát biểu. Thì khi phát biểu xong á, thì mình chọn biểu tượng là lower hand, là mình hạ tay xuống để biết là mình đã phát biểu xong. Thì mình cũng có thể là chọn biểu tượng là tắt mở cái micro bằng cách là cũng cái cửa sổ đó mình chọn thứ nhì. Thì cái chế độ thứ nhì gọi là mute, tức là đang nói thì bấm chút mute, có nghĩa là tắt micro, mọi người sẽ không nghe mình nói nữa. Còn cái chế độ mà bình thường của mọi người là sẽ là chọn unmute, tức là bây giờ mình đang tắt micro, mình muốn mở micro lên. Thì cái biểu tượng mà cái micro kế bên mọi người thấy á, khi mà cái micro nó màu đỏ, nghĩa là cái micro mình đang tắt, mọi người nói sẽ không có, lớp sẽ không có nghe được. Thì khi biểu tượng micro nó chuyển màu xanh, khi có biểu tượng xanh xanh á, thì thể hiện người đó đang nói. Còn cái biểu tượng màu xám là thể hiện là micro đang mở lên. Giờ thì nếu Phật tử đã rõ cách thì Phật tử vui lòng thử giơ tay lên. Các Khánh ơi, các Khánh nghe cô nói không? Dạ dạ nghe cô vậy Khánh. À bây giờ nghe cô nói rồi được không? Trời dạ, ơi, được. Bữa nay cái máy mình cực kỳ quá, cô xin lỗi lớp đó, cô làm lộn xộn quá. À bây giờ cô nói là các Khánh nghe vậy, sư có nghe không? Nghe nói thì nghe đó. Dạ dạ rồi, vậy giờ con đọc. Dạ dạ vậy con để con tắt cái phần chia sẻ để sư mở lại bài học cho mọi người. Dạ dạ, dạ. Con cảm ơn sư. Dạ. Dạ xin mời cô Diệu Chánh ạ. Sao đã muốn tìm nữa rồi. Ủa hình như cô Diệu Chánh thôi. À. Không. Đang đọc mà. Dạ, alo. Dạ. Cô nãy cô đang có đọc microphone. Dạ dạ cô đọc lại cô. Bây giờ cô đọc lại nè nha. Dạ. Rồi. Giá ra lá quá xá há lóc ăn. Dạ thư sư nghe không ạ? À? À, nghe. Dạ con đọc xong rồi. Rồi vậy còn ai nữa? Còn ai nãy giờ chưa quen giơ tay lên, bây giờ giơ tay lên đọc đi. Còn ai nữa không?
hôm nay buổi đầu tiên coi như mình tự tập. Dạ có Phật tử nào muốn giơ tay phát biểu không ạ? Rồi nếu không có mình học tiếp ha, tiếp một phần nữa ha. Giờ trong 25 phụ âm nhóm, trong đó mình có 5 phụ âm là trưởng nhóm, 5 phụ âm là cuối nhóm. Bây giờ mình học 5 phụ âm trưởng nhóm trước, rồi 5 phụ âm cuối nhóm sau ha. Mình có 10 phụ âm. Rồi bây giờ nghe đọc 10 phụ âm trước. Cá, chá, phá, tá, phá. Cá, chá, tá, tá, phá. Cá, chá, tá, tá, phá. Chữ T mà có chấm dưới này, khi lưỡi nó đưa lên cái nóc họng, nó đập lên cái nóc họng. Còn T mà không có chấm dưới này, cái lưỡi nó đập vào cái răng. Cá, chá, phá, tá, phá. Cá, chá, phá, tá, phá. Rồi, 5 phụ âm cuối nhóm. Ngá, nhá, nó, ná, má. Cái chế N chấm dưới này cũng tương tự ha. Cái lưỡi đập lên nóc hồng, đưa lên nóc hồng. Cái N không có chấm này thì lưỡi đập vào răng. Ngá, nhá, nó, ná, má. Ngá, nhá, nó, ná, má. Rồi nghe đọc lại. Cá, chá, tá, tá, phá. Ngá, nhá, nó, ná, má. Rồi nghe đọc lại lần nữa ha. Cá, chá, phá, tá, phá. Ngá, nhá, nó, ná, má. Rồi giờ ai đọc được giơ tay lên. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc 5 phụ âm trưởng nhóm. Cá, chá, tóa, tá, phá. 5 phụ âm cuối nhóm ạ. Ngá, nhá, nó, ná, má. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin đọc 5 phụ âm trưởng nhóm ạ. Cá, chá, tá, tá, pá. 5 phụ âm cuối nhóm ạ. Ngá, nhá, nó, ná, má. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ. Bạch sư con xin đọc ạ. 5 phụ âm trưởng nhóm. Cá, chá, ró, tá, bá. 5 phụ âm cuối nhóm ạ. Ngá, nhá, ngó, ná, má. Thưa sư con xin hết ạ. Rồi, tốt. Tự Diệu Thủy thì đọc rất tốt. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc 5 phụ âm trưởng nhóm ạ. Cá, chá, tó, tá, bá. 5 phụ âm cuối nhóm ạ. Ngá, nhá, nó, ná, má. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã.
mỗi cái tiếng mà nghe chưa các Khánh? Dạ dạ nghe. Chưa, nghe chưa? Dạ dạ nghe. Dạ đọc là hen. Dạ. Dạ. Thưa sư xin đọc năm phụ âm trưởng nhóm ké ché tó té phá năm phụ âm cuối nhóm nhé nghe nó né mé. Dạ thưa sư xin hết. Dạ. Nghe rõ không? Dạ. Dạ rồi bỏ tay xuống. Dạ xin mời Phật tử Thánh Liên ạ. Dạ bác Phật, con xin đọc là năm phụ âm trưởng nhóm cá chá tó tá phá năm phụ âm cuối nhóm ngó nhá ngó ná má. Đọc từ từ ha, đọc từ từ, đọc cho rõ, đọc dạ. Nhanh quá đọc không rõ. Dạ xin mời Phật tử Nguyên Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc năm phụ âm trưởng nhóm cá chá tá tá bá năm phụ âm cuối nhóm ngá nhá nó ná má. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ năm phụ âm trưởng nhóm cá chá tó tá bá năm phụ âm cuối nhóm ạ ngá nhá nó ná má. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ dạ xin mời Phật tử Oanh Anh Ca. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ cá chá tá tá bá ná nhá ná ná má. Con xin hết ạ. Cái chữ N chấm trên này đọc chữ ngát, đọc chữ ngờ ha. Ná. Ngát. Ná. Ngát. 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 Chữ này giống chữ ngờ á, đọc chữ ngờ ha. Ná. Vâng. Con xin tri ân sư ạ. Dạ xin mời Phật tử Vui Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc cá chá tá tá bá ngá nhá má ná má. Con xin thưa hết. Dạ xin mời Phật tử Diệu Chánh. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ năm phụ âm đầu nhóm ạ là cá chá tó tá bá năm phụ âm cuối nhóm ạ là ngá nhá nó yeah. Ná má. Dạ con xin hết. Ná này là ở dưới. Dạ ở dưới. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Là nhá. Dạ đây sẽ con xin đọc ạ. Năm phụ âm trưởng nhóm là cá chá tá tá bá ngá nhá má ná má. Vậy con xin thấy à. Dạ xin mời Phật tử Bô Thí Phạm ạ. Dạ con xin đọc ạ cá chá tá tá bá ngá nhá ná ná má. Chị đây. Xin mời Phật tử Diệu Trí ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ năm phụ âm trưởng nhóm cá chá tá 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 năm phụ âm cuối nhóm ngá nhá ná ná má. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Dạ xin mời cô tu nữ Đức Hạnh ạ. Dạ mời Phật sư, con xin đọc là 25 phụ âm nhóm năm phụ âm chuyển nhóm là cá chá tá tá tá
năm phụ âm của nhóm là ngá, nhá, ná, ná, má. Nhưng mà Phật Thế Sư xin hết. Rồi, Phật lớn lên tí hay nhỏ quá. Dạ, Phật. Dạ, xin hỏi có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Mít nó nhỏ. Dạ, có Phật tử muốn đọc thì cứ giơ tay lên nè. Dạ, xin mời Phật tử Hoài. Dạ, xin đọc năm phụ âm trưởng nhóm. Cá, cá, tá, tá, bá. Năm phụ âm cuối nhóm. Ngá, nhá, ngá, ná, má. Dạ, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Nữ, Thanh Ngọc. Dạ, con xin đọc. Cá, chá, tá, tá, phá, ná, nhá, ná, ná, má. Xong rồi sư. À. Dạ, thưa sư, đã hết rồi sư. Còn ai của chùa Phước Quang gì đó, thì hậu hậu gì của chùa Phước Quang đó. Dạ, dạ, xin mời Phật tử hậu chùa Phước Quang. Dạ, xin lỗi. Alo, có nghe con nói không đây? Dạ, dạ, nghe. Đọc đi. Dạ, xin mời Phật tử hậu chùa Phước Quang ạ. Dạ, cô cứ mở mic lên. Chưa ạ? Nghe được không ạ? À, dạ, dạ. Nghe đọc đi. Nghe được không ạ, sư? Được, được. Đọc đi. Con xin đọc lại. Con xin đọc, con xin phép sư con đọc năm phụ âm của chúng nhóm là cá, chá, tóa, tá, bá. Năm phụ âm của cuối nhóm là ngá, nhá, nó, ná, má. Rồi, có còn ai đọc nữa? Dạ, có Phật tử mà muốn phát biểu nữa không ạ? Để hết mấy cái nào? Sao không vào được màn hình ta? Cô nhấp vô cái nick của mình á, thì chọn cái biểu tượng thứ hai á, chọn là mute, là tắt mic đó cô. Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Rồi, bây giờ mình học một bài thử, tập đọc một bài số đếm ha. Rồi, ở đây là số đếm từ 1 tới 10. Giờ nghe đọc, rồi lắc đọc từ số đếm, tập đọc số đếm thử ha. Ê cá, quý, tí, chát đú, bành chá, chá, sát tá, áp phá, má quá, tát xá. Ê cá, quý, tí, chát tú, bành chá, chá, sát tá, áp phá, má quá, tát xá. Rồi lần nữa ha. Ê cá, quý, tí, chát tú, bành chá, chá, sát tá, áp phá, má quá,
bát phá. Rồi lần nữa ha. Ê cá, quý, tí, chát tú, bành chát, chát, sát tá, áp thá, ná quá, đát xá. Rồi bây giờ ai đọc được chưa? Tay lên để đọc ha. Dạ, xin mời Phật tử Tuyên Hạ. Dạ, dạ thưa sư xin đọc. Số 1, ê ké. Số 2, ví. Số 3, tí. Số 4, ché tú. Số 5, banh ché. Số 6, ché. Số 7, sách té. Số 8, ách thế. Số 9, né quế. Số 10, đá xé. Dạ thưa sư xin hết. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc số đếm. Ế cá là số 1, quý là số 2, tí là số 3, chát tú là số 4, pan chá là số 5, chá là số 6, sắc tá là số 7, ác tá là số 8, ná quá là số 9, đá xá là số 10. Là sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Quyên Nguyễn ạ. Ê. Chưa con xin đọc. Ê cá, đều bí, tí, gác tú, bành chá, chá, sát tá, ác thá, ná quá, đá chá. Dạ, tôi chưa có xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc số đếm ạ. Ê cá là số 1, quý là số 2, tí là số 3, chát tú là số 4, tăng chá là số 5, chá là số 6, sách tá là số 7, ách thá là số 8, ná quá là số 9, đách xá là số 10. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử mang cái lá nên đi ạ. Dạ, sư sư xin đọc. Ê cá là số 1, bí, ví là số 2, tí là số 3, chá tú là số 4, bàn chá là số 5, chá là số 6, sách tá là số 7, ách thá là số 8, ná quá là số 9, đá xá là số 10. Dạ, sư sư xin hết. Dạ, dạ, xin mời Phật tử Thánh Liên ạ. Dạ, mong Phật con thưa sư, con xin đọc. Số 1, ế cá. Số 2, trí. Số 3, tí. Số 4, chát tú. Số 5, pan chá. Số 6, chá. Số 7, sách tá. Số 8, ách thá. Số 9, na quá. Số 10, đắc xá. Dạ, mong Phật con xin hết. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá, số 1, đuý, số 2, tí, số 3, chát tú, số 4, panh chá, số 5, chá, số 6, sát tá, số 7, át thá, số 8, ná quá, số 9, đát xá, số 10. Thưa sư, con xin hết ạ. Đó, cái ý thế nên đọc rõ. Đọc rất là rõ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Sư con xin đọc ạ. Số 1, ê cá. Số 2, quý. Số 3, tí. Số 4, chá thú. Số 5, bên chá. Số 6, chá. Số 7, sắc tá. Số 8, ách thá. Số 9, ná quá. Số 10, đá xá. Dạ, từ sư hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Thưa sư con xin đọc số đếm ạ. À. Ê cá số 1, quý là số 2, tí là số 3, chát tú là số 4, ban chá là số 5, chá là số 6, 7,
Áp thá là số 8, na quá là số 9, đá xá là số 10. Dạ thưa sư, con xin hết nè. Dạ xin mời Phật tử Vui Nguyễn. Con xin đọc thưa thầy. Chú 1 là E Cá, chú 2 là Đê Ví, chú 3 là Tí, chú 4 là Chá Tú, chú 5 là Banh Chá, chú 6 là Chá, chú 7 là Chá Tá, chú 8 là Á Thá, chú 9 là Na Quá, chú 10 là Đa Chá. Dạ, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Quan NK. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ê Cá số 1, Quý số 2, Tí số 3, Chá Tú số 4, Banh Chá số 5, Chá số 6, Sát Tá số 7, Át Thá số 8, Nát Vá số 9, Đã Xá số 10 ạ. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Bố Thí Phạm ạ. Dạ con xin đọc. Ê Cá, Quý, Tí, Chá Tú, Banh Chá, Chá, Sát Tá, Át Thá, Na Quá, Đã Xá. Con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Diệu Trí. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Số 1 E Cắt, số 2 Đuý, số 3 Tiết, số 4 Chắc Túc, số 5 Bành Chắc, số 6 Chắc, số 7 Sát Tắc, số 8 Ách Thắc, số 9 Nát Phát, số 10 Đắc Sát. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Quyên Nguyễn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc. Ê Cá, Quý, Tí, Chá Tú, Banh Chá, Chá, Sát Tá, Át Thá, Na Quá, Đá Xá. Con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ con muốn đọc. Dạ xin mời. Dạ con. Dạ bây giờ con đọc. Số 1 là Ê Cá, số 2 là Quý, số 3 là Tí, số 4 là Chá Tú, số 5 là Banh Chá, số 6 là Chá, số 7 là Sát Tá, số 8 là Át Thá, số 9 là Na Quá, số 10 là Đa Xá. Dạ thưa sư, con đọc xong rồi ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Dạ Ê, số 1 Ê Cá, số 2 Quý, số 3 Tí, số 4 Chá Tú, số 5 Banh Chá, số 6 Chá, số 7 Sát Tá, số 8 Át Thá, 9 Na Quá, 10 Đa Xá. Dạ con xin cảm ơn sư. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Yên Nguyễn này đọc chưa à? Yên Nguyễn này thấy giơ tay này đọc chưa? Dạ, dạ đọc rồi. Thầy chưa hạ tay xuống. Giờ có còn ai đọc nữa? Dạ, xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ, mới đã đọc rồi. Dạ dạ dạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Dạ. Dạ hết rồi thì bữa nay mình tạm học cái như đây ha, bây giờ mình ôn lại tí. Kỳ sau thì mình mới học tiếp cho hết mẫu tự. Đã học một buổi không hết đâu. Một buổi nó sẽ bị lỡ dở. Các tử mình còn một số đọc chưa được. Giờ trước tiên là mình ôn lại tám nguyên âm trước. Tám nguyên âm mình có A, A, I, I, U, U, E, O. Trong đó mình có ba nguyên âm ngắn là A,
ý u năm nguyên âm dài a i u e o. Rồi tới phần phụ âm. Phụ âm thì mình có 33 phụ âm, trong đó mình có 25 phụ âm nhóm, 8 phụ âm nhóm ngoại biệt. Bây giờ 8 phụ âm nhóm ngoại biệt trước. Mình có giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Rồi 25 phụ âm nhóm thì mình có 5 phụ âm trưởng nhóm và 5 phụ âm cuối nhóm. Bây giờ 5 phụ âm trưởng nhóm mình có cá, chá, tá, tá, phá. 5 phụ âm cuối nhóm ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi mình có số đếm từ 1 tới 10. Ê, cá, quý, tí, chát, tú, bành chá, chá, sắc tá, ấp thá, na quá, đa xá. Bây giờ ai có thể học đọc thuộc lòng hết bài học mà mình mới học hôm nay? Ai đọc được giơ tay lên ha. Đọc không xem máy. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. À. Dạ bà sư, con xin đọc 8 cái nguyên âm. Á, a, ý, y, ú, ù, ê, ô. Ba đoạn âm ạ. Đó là á, ý, ú. Dạ, 5 trường âm ạ. Là a, y, ú, ê, ô. Dạ, bà sư con xin đọc 8 cái ngoại biệt ạ. Phụ âm nhóm ngoại biệt. Dạ, 8 cái phụ âm nhóm ngoại biệt. Giá, ra, lá, quá, xá, há, lóa, ăn ạ. Dạ, 5 cái trưởng, 5 cái phụ âm trưởng nhóm ạ. Cá, chá, tó, tá, tá. 5 cái phụ âm cuối nhóm ạ. Ngá, nhá, nó, ná, má. À, bà sư con xin đọc số ạ. Ê cá là số 1, quý là số 2, tí là số 3, chá tú là số 4, pan chá là số 5, chá là số 6, sát thá là số 7, ác thá là số 8, ná quá là số 9, đá xá là số 10. Bà sư con xin hết ạ. Rồi tốt. Còn ai đọc được nữa? Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin đọc là 5 nguyên âm ạ. Tám nguyên âm. À dạ tám nguyên âm ạ. Á a, ý y, ú u, ê ô. Con xin đọc 5 nguyên âm thuộc trường âm ạ. A i u ê ô và 3 đoạn âm ạ. Á ý ú. Dạ con xin đọc các cái phụ âm nhóm ngoại biệt ạ. Tám phụ âm nhóm ngoại biệt. Dạ, tám phụ âm nhóm ngoại biệt. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Giờ con xin đọc 5 phụ âm trưởng nhóm ạ. Cá, chá, tó, tá, bá. Con xin đọc 5 phụ âm cuối nhóm ạ. Ngá, nhá, ná, ná, má. Dạ xin con xin đọc số đếm ạ. Ê cá là số 1, quý là số 2,
Tý là số 3, Chắc Tú là số 4, Băng Chá là số 5, Chá là số 6, Sát Tá là số 7, Ách Thá là số 8, Ná Quá là số 9, Đát Xá là số 10, và con xin hết. Rồi, có còn ai nữa? Được hai người đó, hai người thuộc bài đại lớn rồi. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc 85 A A I I U U E O 35 A A I năm dài A I U E O 5 là năm nhóm, là chín nhóm là cá cá á á á, năm năm cuối nhóm là nhá nhá ná ná má, và tám của âm nhóm là biệt giá rá lá rá xá há lá ăn. Và xin đọc một số điểm: số 1 Ê Cá, số 2 Quý, số 3 Tí, số 4 Chắc Tú, số 5 Bàn Chán, số 6 Chát, số 7 Sắp Tá, số 8 A Thá, số 9 Nắp Vá, số 10 Tát Sắp. Nghe không được rõ lắm, cô Phương Ti này đọc không rõ lắm. Nó nghe hơi bị rõ, Phương Ti. Ừ, đúng rồi. Cái mạng của nó bị chặt rồi. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Quyên Nguyễn. Dạ, con xin đọc 8 phụ ở 8 nguyên âm. Á a í i ú u ê ô. Ba đoạn âm á ý ú, năm trường âm là a i u e o. Con xin đọc 8 phụ âm nhóm ngoại biệt là giá rá lá quá xá há lá ăn. 5 phụ âm đầu nhóm: cá, chá, tó, tá, bá. 5 phụ âm cuối nhóm: ngá, nhá, nó, ná, má. Và các số đếm ạ. Số 1 là Ê Cá, số 2 là Quý, số 3 là Tí, số 4 là Chát Tú, số 5 là Banh Chá, số 6 là Chá, số 7 là Sát Tá, số 8 là Ách Thá, số 9 là Ná Quá, số 10 là Đá Xá. Con xin hết ạ. Rồi, tốt. Yên Nguyễn này đọc cũng khá tốt. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy á. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. 8 nguyên âm là Á A Í Y Ú U Ê Ô. 3 đoạn âm thuộc nguyên âm là A I U A A Í U A Í U. 5 trường âm thuộc nguyên âm là A I U E O. Và 5 phụ âm nhóm ngoại biệt, và 8 phụ âm nhóm ngoại biệt là giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Và 5 phụ âm nhóm trưởng nhóm là cá, chá, tá, tá, bá. 5 phụ âm cuối nhóm là ngá, nhá, nó, ná, má. Và 10 số đếm là Ê Cá,
1, Quý số 2, Tý số 3, Chá Tú số 4, Panh Chá số 5, Chá số 6, Sát Tá số 7, Á Thá số 8, Ná Quá số 9 và Đa Xá là số 10 ạ. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Oanh NK. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ, 8 nguyên âm ạ. Á, A, I, I, U, U, E, O. 5 trường âm là A, I, U, E, O. 3 đoạn âm là A, I, U. 8 phụ âm ngoại biệt. Giá, rá, lá, vá, xá, há, lá, âm. 5 phụ âm trường nhóm là cá, chá, tá, tá, pá. 5 phụ âm cuối nhóm là ná, nhá, lá, ná, má. Số đếm là số 1, ê cá, 2, quý, 3, tí, 4, chá tú, 5, panh chá, 6, chá, 7, sát tá, 8, át thá, 9, lạ vã, 10, đa xá. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ, xin đọc. Tiên mẹ đi. Xin đọc. À, con tám nguyên âm. Á, Í, Ú. Á, A, Í, Ú, E, Ô. Ba đoạn âm. Á, Í, Ú. Năm trường âm. A, I, U, E, O. Tám phụ âm nhóm ngoại biệt. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, măng. Năm phụ âm trưởng nhóm. Cá, chá, phá, tá, phá, nhá. Và năm phụ âm cuối nhóm. Nhá, ná, 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 má. Và số đếm. Một, ê cá. 2. Quý. 3. Tí. 4. Chá Tú. 5. Panh Chá. 6. Chá. 7. Sát Tá. 8. Á Thá. 9. Na Quá. 10. Đá Xá. Con xin hết ạ. Ai gì được con? Dạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Tiên Mã. Dạ. Ai gì được Phật tử sư trình đọc. Tánh phụ âm. A A I I U U E O. Ba đoạn âm. A I U. Năm trường âm. A I U E O E O. Tám phụ âm ngoại biệt. Giá ré lá quá xá há lóa ăn. Năm trường nhóm. Cá chá tá tóa tá phá. Năm cuối nhóm. Ngá nhá nóa ná má. Mười số đếm. Một ê cá, hai quý, ba tí, bốn chá tú, năm banh chá, sáu chá, bảy sách tá, tám ấp thá, chín ná quá, mười đất xá. Dạ thưa sư xin hết. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Bố Thí Phạm ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Tám quý năm là A, A, I, I, U, U, E, O. Ba đoạn âm là A, I, U. Năm trường âm là A, I, U, E, O. Tám phụ âm ngoại biệt là giá, ra, lá, quá, xá, há, lá, ằng. Năm phụ âm trưởng nhóm là cá, chá, tá, tá, tá. Năm phụ âm cuối nhóm ngá, nhá, má, ná, má. Số đếm là ê cá, đuý, tí, chá tú, panh chá, cha sát ta hát ta na qua na sa xin hết ạ. Okay. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tám nguyên âm a a i i u u e o. Ba đoạn âm là a i u. Năm trường âm là a i u ê ô. Tám phụ âm ngoài biệt là giá,
rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Năm phụ âm chữ nhóm là cá, chá, thá, thá, khóa, ngá, ná, 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 má. Dạ, số lém là ê cá, quý, tí, chá tú, bên chá, chá, sắc đá, ác thá, la quá, đá xá. Dạ, thư sư hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, bây giờ hết rồi, mình kết thúc lớp học bữa nay ha. Dạ. Dạ. Rồi, mình có bước chuyên kết thúc lớp học đi. Dạ. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Cảm ơn. Xin mời quý vị trang nghiêm thân khẩu ý để lắng tâm về thầy kinh hồi hướng tối nay do cô tu nữ Diệu Bảo tụng đọc ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ga Giá. Con xin thay mặt lớp học tụng kinh để bác hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tuchirang Rakhanto Sasanan. Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Bồn nhân nô anumodan tu chi rang ra khan tu no garu akasatha cha phammatha devanaga mahitika Bồn nhân nô anumodan tu chi rang ra khan tu nyatayo akasatha cha phammatha devanaga mahitika Bồn nhân nô anumodan tu chi rang ra khan tu panino Akasatha cha phammatha devanaga mahitika Bunyang no anumodan tu chi rang ra khan tu no sada Idang vatano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale Sadhu sadhu. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy cho lớp ạ. Kính chúc sư nhiều sức khỏe và được sự an vui ạ. Dạ, kính chúc chư quý Phật tử được sức khỏe ạ. Dạ, dạ, học kết thúc mà đáp lễ. Dạ, con kính tri ân sư buổi hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Còn các Phật tử nào mình chưa rành sử dụng cách giơ tay, bỏ tay xuống, mở mic, tắt mic gì đó, về mình tập làm thêm ha. Dạ. Lên mình tự lên máy một mình làm được, tập giơ tay để tay xuống rồi cắt mic mở mic tập lại. Dạ. Để buổi học xong học được tốt hơn. Dạ, kính tri ân sư ạ. Dạ, chào sư.